Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thi Olympic toán lớp 9 vòng 2 năm 2017-18. Bắt đầu này. Bắt đầu làm bài. Thứ nhất, đừng để điểm rơi. Điều kiện của x thỏa mãn là điều kiện của x thỏa mãn thế này. Đây, thứ nhất là x phải lớn hơn. Này, thứ nhất là x lớn hơn bằng 0. Khi cái này thì ta bình phương hai vế lên, hai vế đều dương, được phép bình phương x sẽ lớn hơn bằng bằng x cộng 1. Đấy. X lớn hơn bằng x cộng 1. Này thì ta sẽ có là 0 lớn hơn bằng 1, nên là không tồn tại x. Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng căn bậc 2 số học của 49? Căn 49 là bằng 7. Đây, căn của 49 chứ bằng căn của 7 bình. Cái này sai này. Cái này cũng sai luôn. Cái này không tồn tại. Cái này là đúng. Tìm x biết căn x bằng 3 thì x bằng 9. So sánh với 0 ta được căn 10 thì nó lớn căn 9, nên là cái này nó không đồ lớn. Giá trị của biểu thức với x bằng 3 ta được kết quả x bằng 3. Đây, 3 trừ đi 2 bằng 1. Đây, cứ thay bình thường vào đó. Cái này mình tính bấm nhanh hơn. Cái này bằng 1 nhá, đúng không? Về chỉ còn trong này thôi. Để sẽ còn là 34. 34 cộng với 2 nhân 33 cộng 4 nhân 9 cộng 8 nhân 3 cộng 16. Chắc làm ra này. 4 nhân 9, 8 nhân 3, 2 nhân 3, 13, 13, 14, bằng 211. 211. Trả lời, ok. Cho phân thức nhân tử chung của tử và mẫu là nhân tử chung của tử và mẫu là chính là cái này là 44, tức là 4a, tử chung là 4a. Ok, tính giá trị biểu thức a bằng cái này với x bằng 3 ta được x bằng 3 cộng 3 x bình phương đây. Cái này mình sẽ nhóm làm cho nó nhanh. Ta sẽ có là x mũ 3 này cộng với 1 này, cộng tiếp với 3x nhân với cả x cộng 1. Ở đây ta sẽ có là x cộng 1, mà thực ra thì bấm máy tính có khi nhanh hơn. Đây, cái này nhóm x cộng 1 ra ngoài. Cho làm này là mình làm tiếp. Sao phải soạn đúng không? Trong còn mình phương thiếu một hiệu. Thế là x bình trừ đi x, trừ đi x. Nhưng mà đây này, nhóm này đúng không? Trừ đi x, nhưng mà đây cộng với 3x thì sẽ thành cộng với 2x. Đấy,
Đây, cái này nó chính bằng x cộng 1 tức là bình. Ở đây ta sẽ có là bằng x cộng 1 tức là 3. Thay x bằng 3 này vào đây thì ta sẽ có là kết quả nó sẽ là bằng 4 mũ 3. Là bằng 64. Đấy, kết quả bằng 64. Ok. Điều kiện của x để căn thức không có nghĩa là căn thức này không có nghĩa là x bằng 2 hoặc là x nhỏ hơn hay x gì lớn hơn 2. Đấy, nó là bằng 2. Đây, không có nghĩa. Đúng không? Thì cái vật thức trong căn này nó sẽ âm hoặc là mẫu này bằng không thì nó không có nghĩa, đấy nó bằng 2. Ok. Tính với x cộng y bằng 1, ta được a bằng x cộng y bằng 1. Thì cái này nên là x bình y bình x mũ 3 cộng y mũ 3 là nếu mà đặt cái 2x mũ 3 với cả trừ 3x bình x cộng 1 ở đây sẽ có là 3x bình x bình phương này là biến đổi. Cái này sẽ thành 2 nhân với cả x cộng y nhân với bằng bình phương thiếu một hiệu x bình phương trừ x y bình phương thiếu một hiệu thì mình nhóm luôn x cộng y luôn là bình phương. Thiếu một hiệu đúng không? Thì ở đây phải thêm bớt 2xy vào thì nó có phải là thành trừ 3xy không? Trừ 3xy ở trong này. Trừ đi 3 nhân với cả x cộng y tất cả bình phương, cái này cũng thêm bớt 2y vào đúng không? Cái này phá luôn ra thì nó sẽ thành cộng với cả 6y. Người ta cho cái gì này? Đây ta có cái này bằng 1 này, thay nó một vào đây nhá, cái này bằng 1 tiếp này, thay 1 luôn vào đây. Cái này bằng 1 này. 1 thì bằng chính nó. Cái này nhân đúng không? Thì 1 mình bỏ luôn. Bây giờ ta có cái này mình phân tích ra thì mất luôn xy sẽ bằng trừ 6xy, 6xy hết thì chỉ có 2 trừ 3 là bằng trừ 1. Ok, kết quả trừ 1 chuẩn luôn. Số gọi biểu thức A bằng này ta được biểu thức nào? Đây chính là hiệu hai bình phương này. Đây thì ta sẽ có là 4 hiệu hai bình phương mà nó sẽ là 4x bình trừ đi y bình để y bình sau này nhân với cái 4 x bình cộng y bình. Đấy, cái này lại là hiệu hai bình phương tiếp thì nó sẽ bằng 16
của x chia 4 trừ đi y mũ 4. Đây đáp án này. Tổng số đo hai góc kề bù này. Tổng số đo hai góc kề bù là trăm tám mươi độ. Giá trị của x thẩm mãn viết theo đúng hàng rồi, giá trị của x thẩm mãn là 11. Giá trị của x thẩm mãn cái này là x bằng trừ 1. Đúng, chúng phải đi. Kết quả giúp bạn có biểu thức P bằng cái này là trừ x bình phương trên x chữ x thôi, tùy trường hợp xem nào. X bình phương trên x thì bằng x này chữ x thôi, chữ x căn bậc hai của cái này. Này, này mình tính bao nhiêu nhanh này. Căn của 1,69 cộng căn của 2,89 bằng 3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Đây, để ý này, x bình cộng 2x cộng 1 tách ra cộng 1 thì x bình cộng 2 cộng 1 chính là một cái bình phương của tổng. Chỉ cần có 13, giá trị nhỏ nhất là đạt 13 khi cái bình phương này bằng 0. Giá trị nhỏ nhất là 13. Số giá trị của x thẩm mãn cái này. Đây, 10x cộng với cái này bằng 0. Bây giờ mình giải phương trình. Bây giờ cái điều kiện của giải phương trình tìm căn x, điều kiện căn x lớn hơn bằng 0. Giải cái phương trình này. Số 2 là 10 này, V là 1 này, C là 1 này. Cái này vô nghiệm. Vô nghiệm thì tức là số giá trị của x thẩm mãn là không có giá trị nào. Số giá trị của x thẩm mãn cái này là x bằng 1 hoặc là x bằng 3. Cái có hai giá trị. Căn 4 nhân căn 36 nó chính bằng 2 nhân 6 bằng 12. Giá trị của x thẩm mãn là x bằng 8. Đây, câu thứ nhất. Giá trị lớn nhất của biểu thức. Ta sẽ có này trừ đi x bình phương trừ đi 2 nhân 3 x cộng với 9. Tức là đẩy trừ 9 vào trong. Đẩy trừ 9 vào trong. Từ đây là trừ 9 phải thành cộng 9. Cộng 9 với cộng 4 là 4 tiếp đúng không? Đấy, cộng 4 thì tức là bằng 13. Thì cái giá trị lớn nhất của nó khi cái này bằng 0 là kết quả 13. Đấy, cái này chỉ một cái này mà chọn luôn. Số giá trị của x thẩm mãn cái này tương tự này, nó sẽ thành là 2 nhân 3 x thì 3 x thì 3 3 bằng 9, thì cái này tách ra 1, cái này không có giá trị nào, tại vì cái này lúc nó lớn hơn bằng 1 nên không có giá trị nào. Đây cái giá trị 13 này có rồi, xóa đi không, giá trị là cái này.
giá trị nhỏ nhất của cái này, biệt thự. Đây, mình sẽ phân tích như này. Chỉ bình phương là đây này, căn x cả giá trị nhỏ nhất của x bình phương cộng căn x trừ 1. Đây ta sẽ có là x khi y bằng 0, cái này lớn hơn, lớn hơn bằng 0, cái này cũng lớn hơn bằng 0, hai cái này đều dương nên là nó đạt nhỏ nhất khi hai cái này nhỏ nhất tương đương bằng 0 thì giá trị nhỏ nhất bằng trừ 1. Trừ 1 thì giá trị 0 này là rồi này, xóa đi, trừ 1 là cái này. Đấy, xóa luôn nha, trừ 1. Ok, tổng số đo ba góc trong một tam giác 180 độ, đây chính là cái này, xóa nó về 180 này này. Công năng này, số giá trị của x thỏa mãn đây là trừ 2, cái này mình có hai giá trị a cộng b cộng c, 0 thì một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 3. Đấy, và hai giá trị đây là hai giá trị, đây chính là cái này, soạn lên cái này. Kết quả rút gọn của biểu thức P bằng cái này là, đây mình sẽ biến đổi cái này, chắc chắn là sẽ là chữ x rồi, vẫn biến đổi cho xem nào. Bài đặt chữ x ra ngoài, ở trong là sẽ còn x trừ 1 trên x trừ 1. Chỉ tiêu cái này thì còn chữ x, đáp án đương nhiên là chữ x, ở trong này chả có cái nào liên quan đến cái này cả. Này, xóa luôn cái chữ x này đi. Câu 7 này, căn của 144 không nhầm là bằng 12, 12 để xem cái nào 12, đây cái này 12 này, xóa nó cái giá trị 12 đi. Câu 8, giá trị của x thỏa mãn là căn cái này bằng 5 thì cái này phải bằng 25, 25 thì x sẽ bằng 22, 2x bằng 22, x bằng 11, x bằng 11 chính là cái này. Câu cuối luôn, căn 9 bằng 3, 3 thì bằng cái này. Xong, tiếp này, giản luôn, rút gọn biểu thức P bằng, đây để ý cái này, nó chính bằng x chỉ cộng 1 tất cả bình phương này. Kể dưới là x trừ 1 tất cả bình phương, bên kia là chia cho tập nhân luôn, đảo mẫu lên lên ở cái này này, đặt 4 ra ngoài. Đặt 4 ra ngoài thì ở trong nó sẽ còn là x gì trừ 1 tức là bình phương 4 nhân x trừ 1 tức là bình phương. Còn cái này nó sẽ là đặt 2 ra ngoài, ở trong sẽ còn x cộng 1 tức là bình phương. Bây giờ thì cái này chỉ tiêu
này với cái này hết này, cái này với cái này hết này, còn 4 phần 2 là bằng 2 thôi. Gọi là bằng 2. Ok. Tìm x thỏa mãn. X trừ 1 trên cái này cộng. Trừ 1. Sẽ biến đổi tách cái con 3 ra thành 3 con 1 với từng cái này. Đây, thì ta sẽ có cái này trừ đi 1 này. X trừ đi 0 0 7 đúng không? Trên 2006. Tại vì cái này trừ đi 1 mà thì chính là khi trừ đi 1 trừ 2006 thì cũng trừ 2007 thôi. Cộng tiếp một phân số này, cái này trừ 1 này thì nó sẽ là x trừ 10 trừ đi 1997 thì nó chính là bằng cũng là trừ 2007 luôn. 2007 trên 1997 cộng với cả phân số này, đây cái này trừ đi 19 trừ cái này cũng chính bằng x trừ 2007 ở dưới là 1988, đây này bằng 0. Đấy, ta thấy nhân tử chung là x chỉ trừ 2007 đấy, thì x sẽ bằng 2007 thôi. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là đây, mình sẽ làm ra hai cái không phụ thuộc vào x và y, còn lại nó sẽ là bình phương. Cái này ta sẽ phân tích thành x trừ 1 tức là bình phương. Ở đây ta phải thêm bớt ở đây là 1 đúng không? Mất 1 vào đây thì ở đây chỉ còn 6 thôi. Cộng với 6 này. Cộng với cái này là x, à đây là y. Y trừ 2 tức là bình phương. Bình phương thì ở đây có phải là phải nhóm phải cho 4 vào trong này. Ở đây 6 thì chỉ còn số 2 thôi. Đấy. Ở đây có thể là cái giá trị nhỏ nhất khi hai thằng này bằng không thì giá trị nhỏ nhất là bằng 2. Ok, tổng hai số là 90, biết số lớn gấp đôi số bé. Số bé là đây, tổng a cộng b bằng 90. Ta lại có là a trừ đi 2b bằng 0. Vậy tìm số bé. Đấy, thì lấy cái trên này trừ dưới thôi, ta sẽ có là b bằng 30, chính là 3b bằng 90, b bằng 30, 30. Ok, nghiệm của phương trình là x bằng bao nhiêu? Đây, đương nhiên điều kiện là x khác 0 và x khác 2 thì ta sẽ quy đồng bình thường thôi. Là x trừ 2 này cộng 3x bằng 0. À, cộng 3x bằng 0. Đây sẽ có là 4x bằng 2, x bằng 1 phần 2. Dưới dạng số thập phân gọn nhất, 1 phần 2 bằng 0,5. Ok. Trước đây 5 năm tuổi Na bằng nửa tuổi của Na sau 4 năm nữa. Này, gọi tuổi Na là A. Tuổi Na hiện nay đấy, đúng không? Là A thì trước đây 5 năm là A trừ 5 đúng không? Tuổi Na bằng nửa tuổi của Na
sau 4 năm nữa mình sẽ bằng, tức là hai lần cái này. Đấy. Sẽ bằng a cộng 9, a cộng 4, cộng 4 lần nữa là đúng không? Trước đây 5 năm bằng nửa. Đấy, bây giờ giải cái phương trình này thôi. Ta sẽ có 2a trừ đi 10 bằng a cộng 4. Chuyển a sang đây thì a nó sẽ chuyển 10 sang đây, a bằng 14. Đúng không? Chuẩn rồi. 14 tuổi. Xác định a sao cho này chia cho cái này. Thì nếu mà chia cho cái này thì tức là 2 chữ 2x cộng 1 này là một nghiệm của cái này bằng 0. Một nghiệm của cái này bằng 0. Tức là 2x cộng 1 bằng 0. 2 cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Thay trừ 1 phần 2 vào đây. Trừ 1 phần 2 vào đây để cho nó bằng 0. Thì ta sẽ có là dùng máy tính bấm luôn. 6 nhân với 0,5. 0,5 mũ 3 trừ 7 nhân 0,5 mũ 2 cộng 0,5 bằng trừ 1 phần 2 thì có vẻ a trừ 1 phần 2 bằng 0, a bằng 1 phần 2 không? Này. Và đây nó sẽ cho mình trả lại cho nào. Ở đây x sẽ bằng trừ 1 phần 2, chuẩn luôn đúng không? Đây, 6 nhân 0,5, à 6 nhân, nó phải là trừ 6 nhân 0,5 mũ 3, trừ đi 7 nhân 0,5 bình phương này, trừ 0,5, trừ 0,5. Đây này trừ 6 nhân 0,5 mũ 3 trừ đi 7 nhân 0,5 bình trừ đi 0,5 là bằng trừ 3, từ a trừ 3 bằng 0 thì a và bằng 3, a bằng 3. Kỹ đồ bài xài hết giá trị nhỏ nhất của a bằng cái này là nhỏ nhất khi cái này bằng 0 này. Từ này bằng a x bằng 2, nhỏ nhất bằng 3. Để cái này là bình phương của một tổng thì giá trị của a là, đây phân tích cái này thôi, ta sẽ có là 2 2x tức là bình phương x tất cả bình phương cộng với cả 2 nhân với cả 2x nhân với 5, 4 5 20 nhân với 5 thì ở đây phải cộng với 25, a phải bằng 25 và 5. 2x là ok này, 5 đấy, chắc chắn a phải bằng 25 rồi. Câu cuối rút gọn thu được kết quả là đây là x trừ y này, cái này quy đồng bình thường giả tuốt mà. Đây ta sẽ có lại căn x cộng căn y tức là bình phương ở trên mà số này. Căn x cộng với căn y tất cả bình phương trừ đi này,
thì trừ căn y cho căn bình phương. Ở dưới mẫu là x trừ y, đúng không? Đây là hiệu hai bình phương mà. Đây là nó sẽ nhân luôn, không cần chia nữa, mình sẽ đảo luôn. Nó là x trừ y ở trên, ở dưới là căn x, căn x y y. Cái này mới cái này này, cái này này các bạn để ý này, thì chỉ còn cái này là sẽ là 2 x y, cái x y này chắc chắn sẽ chi tiêu hết, tại vì chỗ hai cái bình phương này thì chỉ còn có đây là hai căn x y này, mình này trừ hai căn x y đảo ra nó sẽ thành cộng. Đó. Thì nó sẽ là 4 căn x y, cái này sẽ bằng 4, đáp án cái này bằng 4. Ok, kết thúc lớp 9 vòng 2 năm 2017-18.